Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã nộp đơn xin từ chức vào ngày 4 tháng 6. Phóng viên Thanh Niên đã phỏng vấn ông Hải xung quanh đơn xin từ chức này. Phóng viên: Buổi sáng nhận quyết định điều động từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 về làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đến buổi chiều ông đã nộp đơn xin từ chức. Vì sao ông nộp đơn xin từ chức một cách chớp nhoáng như vậy? Đoàn Ngọc Hải: Như trong đơn xin từ chức, tôi có nêu rõ lý do là khi về đó, tôi không hợp sở trường chuyên môn được đào tạo và quá trình công tác. Với tư cách là một đảng viên, 3 năm quân ngũ, 25 năm công tác tại quận 1, tôi nghĩ phải chấp hành các quyết định về cán bộ, tổ chức. Khi nhận quyết định, tôi đã chia sẻ như thế và tôi cũng có nói là sẽ có hành động phù hợp với người cán bộ đảng viên trong tình hình hiện nay. Nếu tôi miễn cưỡng phải nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nên tôi quyết định nộp đơn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nay, nhiệm vụ mới tôi nhận là không phù hợp nên xin từ chức. Phóng viên: Trước khi ra quyết định điều động, thành phố có hỏi ý kiến của ông không? Đoàn Ngọc Hải: Thành phố có hỏi ý kiến của tôi, tuy nhiên nguyện vọng mà tôi đề đạt là được gắn bó với công tác đảng hoặc chính quyền vì hợp sở trường mà tôi trình bày trước đó đã không được chấp nhận. Phóng viên: Năm 2018, ông từng nộp đơn xin từ chức vì không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và rồi rút đơn. Nay lại xin từ chức khi mới nhận nhiệm vụ mới, vì sao lại như thế? Ông Đoàn Ngọc Hải: Năm 2018, khi tôi nộp đơn từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, có lãnh đạo thành phố động viên tôi ở lại và tôi rút đơn để tiếp tục làm việc. Nay nhiệm vụ mới, tôi nhận thấy là không phù hợp nên tôi xin từ chức. Phóng viên: Có thông tin cho rằng ông Hải quậy phá, phải điều đi chứ ở lại quận 1 xào xáo, không điều hành gì được. Ông Đoàn Ngọc Hải: Đó là thông tin của một vài cá nhân, người thẳng thắn nóng nảy khác với quậy phá. Bố trí cán bộ như vậy nặng tính cá nhân, suy ý chí, không có cơ sở khoa học trong công tác cán bộ. Phóng viên: Xin hỏi phương pháp căn cơ là phương pháp như thế nào? Cũng có ý kiến cho rằng làm phó chủ tịch quận thì cần có tầm tham mưu cho lãnh đạo quận về đường dài, chứ không nên xuống đường quá nhiều, xẹp vỉa hè hay bắt chó thả rông. Việc làm đó không đúng tầm, mất thời gian mà chỉ cần giao cho cấp dưới làm, nếu không hoàn thành sẽ xử lý. Đoàn Ngọc Hải: Bắt chó thả rông tôi vẫn giao cho cấp dưới, nhưng trường hợp đặc biệt ở đường Mai Thị Lựu, trong cuộc họp phường Đa Cao đề nghị quận giúp thì tôi phải trực tiếp, vì theo báo cáo của lãnh đạo phường Đa Cao là nhà này có hai người đi tù về nên không ai dám đụng vào. Về chuyện vỉa hè, tôi đã từng đề đạt với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân rằng nếu không dọn dẹp vỉa hè thì 100 năm nữa thành phố mình cũng không được như Singapore hiện nay, chứ đừng nói đến Singapore 100 năm sau. Tôi nghĩ có một việc cần phải làm hàng ngày, đó là vỉa hè thông thoáng, văn minh, an toàn. Vấn nạn buôn bán bừa bãi nhếch nhác trên vỉa hè góp phần gây kẹt xe nghiêm trọng, an toàn vệ sinh thực phẩm không có, chất lượng cuộc sống cộng đồng bị hạ thấp, thể hiện sự quản lý rất yếu kém của chính quyền cơ sở. Nếu nói dọn vỉa hè cần phải có giải pháp căn cơ, phải có lộ trình, thì xin hỏi phương pháp căn cơ là phương pháp như thế nào? Lộ trình thì đến bao giờ chấm dứt được sự nhếch nhác trên vỉa hè để cấp dưới thực hiện? Nếu chỉ đạo chung chung như thế thì cấp dưới làm sao thực hiện được? Tôi quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột đã để lại. Phóng viên: Ông có nghĩ là ông mạnh tay với việc dẹp loạn vỉa hè khiến cho ông rơi vào tình cảnh như hiện nay? Đoàn Ngọc Hải: Khi viết đơn xin từ chức, tôi cũng có chia sẻ rằng phải chăng việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có máu mặt, và kết quả đối với cá nhân tôi ngày hôm nay là như vậy. Phóng viên: Nếu đơn từ chức của ông được chấp nhận, ông sẽ làm gì? Đoàn Ngọc Hải: Tôi quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột đã để lại. Phóng viên: Nếu sẽ được giải quyết nguyện vọng từ chức, ông có luyến tiếc điều gì hay không? Ông Đoàn Ngọc Hải: Tôi còn khát vọng nhưng không thể tiếp tục. Tôi không phải cán bộ luôn vâng dạ, cúi mình trước cấp trên. Tôi rất tiếc khi chưa làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho người dân quận 1. Khi từ chức rồi, tôi được thoải mái hơn trước, nhưng chỉ buồn một điều là chưa làm được gì nhiều cho người dân. Tôi còn nợ người dân 8 chung cư thuộc diện cần phải cải tạo xây mới lại cho an toàn, khi chưa kịp cùng với các sở ngành xử lý sớm việc tái định cư cho người dân. Tôi có thời gian 3 năm gắn bó trong quân ngũ.
Tôi có thời gian 3 năm gắn bó trong quân ngũ ở Lữ đoàn 477 quân khu 7. Và tôi còn luyến tiếc một điều là về việc trước đây tại sao mình không chọn môi trường quân đội để phấn đấu và cống hiến. Một môi trường cực kỳ tốt đẹp và phù hợp với phong cách của tôi hơn. Phóng viên, khi từ chức rồi, ông có sợ sẽ bị phanh phui tiêu cực khi còn đứng trước hay không? Đoàn Ngọc Hải, tôi không sợ gì cả vì tôi không bao giờ cố ý làm trái để trục lợi, không bao giờ o ép doanh nghiệp, o ép người dân để lấy tiền. Nếu sợ, tôi đã không trực diện với tiêu cực vỉa hè, sẽ không bao giờ dám thẳng thắn trong các cuộc họp ban thường vụ về công tác cán bộ. Xin cảm ơn ông. Điểm thấp trong chuyện từ chức của Đoàn Ngọc Hải. Chuyện ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xin từ chức sau khi nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn, đang gây xôn xao dư luận. Có người bảo như vậy là không được, phải xử lý kỷ luật. Người khác lại bảo được, xin từ chức sao lại không được cơ chứ? Chuyện xin từ chức thì cũng đã có, mặc dù hiếm. Còn nhớ năm 2015, ông Nguyễn Sự đang làm bí thư thành ủy Hội An, xin từ chức mặc dù còn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Và đáng chú ý là ông xin từ chức khi uy tín đang rất cao. Nhưng chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải lại khác hẳn chuyện của ông Sự. Hãy xem lại trước khi có câu chuyện của Đoàn Ngọc Hải, liệu cũng đã có những trường hợp tương tự? Hầu như là không có. Trước không có nghĩa là sẽ không bao giờ có. Điều này cũng giống như pháp luật trước đây không quy định xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Trước không quy định, nhưng nay lại thấy quá cần thiết và do đó phải bổ sung. Chuyện của Đoàn Ngọc Hải cho thấy thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề mới, không giống như trước đây và do đó đòi hỏi phải có cách tiếp cận phù hợp. Điểm thắt trong chuyện của ông Hải có lẽ nằm ở chỗ ông đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1. Nay thôi cương vị này và chuyển sang cương vị mới là Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn. Dưới góc độ pháp lý, ông Hải đã hành xử chuẩn. Đó là vẫn tiếp nhận quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, rồi sau đó mới có đơn xin từ chức. Thử hình dung, nếu ông cương quyết không nhận quyết định bổ nhiệm này, lúc đó câu chuyện sẽ đi một ngả khác, phức tạp hơn nhiều. Có thể có người bảo thế là ông Hải đã rắp tâm chuyện từ chức theo kiểu này. Hãy đặt mình vào câu chuyện của ông, không muốn chuyển sang chức vụ mới nhưng không có cách nào khác. Vậy thì để không bị coi là vi phạm kỷ luật, ông buộc phải nhận quyết định đã rồi sau đó mới xin từ chức. Đến đây, từ câu chuyện của ông Hải buộc phải suy nghĩ cho thấu đáo về hai chủ thể trong mối quan hệ công vụ này. Đó là tổ chức và người đang làm việc trong tổ chức. Cơ quan tổ chức có những quyền nhất định đối với cán bộ, công chức và cán bộ. Công chức cũng có những quyền nhất định đối với cơ quan tổ chức. Đôi khi nếu nảy sinh mâu thuẫn không thể giải quyết được qua thương lượng giữa hai bên thì rất có thể phải cần đến sự phán xét của tòa án. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng ở chừng mực nào đó, ứng xử của ông Đoàn Ngọc Hải là thiếu tôn trọng tổ chức, thiếu tôn trọng bản thân. Chia sẻ với báo chí bên lề Quốc hội sáng nay về việc nguyên Phó Chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải xin từ chức ngay sau khi được bố trí làm công việc khác, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng đó là quyết định cá nhân. Phóng viên, trong thời gian còn đương chức, bà đánh giá thế nào về cách làm việc của ông Hải, thưa bà? Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, khi còn làm ở Hội đồng Nhân dân, tôi cũng đánh giá tốt về năng lực, tâm huyết của anh Hải trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên có một số cách ứng xử với công việc và với người dân chưa được như mình mong muốn. Trong quản lý trật tự đô thị, ai cũng muốn gọn gàng sạch sẽ đi vào nền nếp, phải nhìn vào một thực tế là phải có lộ trình. Muốn giải quyết vấn đề đó, trước hết lãnh đạo thành phố phải yêu cầu. Hay lúc tôi làm Hội đồng Nhân dân thì cũng nhiều lần tôi nói, mình làm công tác chính quyền, mình muốn trật tự, người dân người ta cũng muốn, nhưng công ăn việc làm, điều kiện sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân là trách nhiệm của chính quyền phải tạo ra. Chính quyền cần tạo ra khung pháp lý, tạo ra điều kiện, giúp cho người dân cách mưu sinh, một gánh xôi bên lề đường giúp họ nuôi sống cả gia đình, nuôi con học hành tử tế và thực ra cũng là giải quyết vấn đề của xã hội, chứ không phải là chuyện cấm chỗ này đuổi chỗ kia. Những điều này đặt ra đòi hỏi trong việc xem xét, bố trí cán bộ sao cho phù hợp với nhiệm vụ và môi trường mà cán bộ công tác. Người dân dù có sai đi chăng nữa thì thái độ tôn trọng, thái độ lịch sự, cầu thị của người thi hành công vụ cũng phải có chuẩn mực. Phóng viên, thưa bà, trước hành động từ chức của ông Hải, người dân không rõ tác động nhân sự đối với ông Hải như thế nào. Liệu có điều gì đó khiến cho ông Hải không đồng tình? Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, tôi nghĩ rằng quá trình điều động hay phân công anh Hải có rất nhiều lần trao đổi trực tiếp.
Chúng tôi cũng phân công người có trách nhiệm gặp gỡ, trao đổi và cũng có cân nhắc đến môi trường mới. Phân công làm sao để anh Hải có thể phát huy được năng lực sở trường của mình. Tôi nghĩ cách làm công tác cán bộ đã rất thấu đáo để vẫn phát huy được sự nhiệt thành của cán bộ, sở trường của cán bộ. Việc giữ trật tự đô thị của thành phố không phải một người làm mà cả hệ thống chính trị làm, trong đó vai trò quyết định là của người dân. Mình cần tạo sự đồng thuận, phải tuyên truyền nhắc nhở, kiên trì và đặc biệt tạo môi trường tốt để người ta tham gia. Tôi rất ngạc nhiên. Phóng viên, bà có bình luận gì về việc ông Hải nhận quyết định phân công buổi sáng, buổi chiều lại gửi đơn xin từ chức? Trước đó ông Hải cũng từng có đơn xin từ chức rồi rút lại, thưa bà. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, tôi cũng không dám bình luận gì ở đây, mỗi người có một cách ứng xử của mình sao cho chuẩn mực. Tôi thì rất quý anh Hải trong tâm huyết, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Mình cũng muốn tạo điều kiện cho anh phát triển. Nhưng ứng xử vừa rồi làm tôi rất ngạc nhiên và cũng rất khó hiểu đối với một cán bộ đảng viên. Đây là ứng xử với tổ chức, đưa ra công luận như vậy làm cho người dân rất khó hiểu về công tác cán bộ của mình. Không phải việc gì tổ chức làm cũng phải đi nói hết cho người dân nghe được vì có những vấn đề nội bộ. Cho nên, trong một chừng mực nào đó, ứng xử đó thiếu tôn trọng tổ chức, thiếu tôn trọng bản thân mình. Nói cho cùng, muốn người ta tôn trọng đánh giá đúng được mình thì trước hết phải có ứng xử chuẩn mực. Phóng viên, có thông tin cách đây một năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có kết luận về những sai phạm liên quan tới ông Hải, không rõ kết luận như thế nào, vì sao không công bố, thưa bà. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, tôi nghĩ cái đó có công bố, nhưng phạm vi công bố thế nào thì theo quy định thôi. Thanh tra cũng có công bố kết luận thanh tra, tôi nghĩ rằng cái đó có. Không biết báo chí tiếp cận cái đó thế nào thôi, lãnh đạo chỉ đạo rất minh bạch, thậm chí tôn trọng tới mức sau khi thanh tra rồi, sau khi bàn bạc có định hướng công tác cán bộ rồi, khi anh Hải đề bạt ý kiến, thì chúng tôi vẫn xem xét lại, ví dụ như vậy. Cho nên đây là ứng xử của một con người, ứng xử với một cán bộ của đảng, của dân thì rất tôn trọng, cầu thị quan tâm để tạo điều kiện cho phát triển. Nhưng ngược lại, phải là sự hợp tác giữa đôi bên, giữa cá nhân với tổ chức và ngược lại. Một bên không làm nên được công việc, tổ chức tôn trọng cá nhân thì cá nhân cũng phải tôn trọng tổ chức. Phóng viên, những kết luận kiểm tra như thế nào có ảnh hưởng đến thái độ của ông Hải hiện nay không, thưa bà? Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, việc đó các bạn tìm hiểu thêm, cái đó tôi nghĩ rất công bằng, minh bạch, không có gì khúc mắc ở đây cả. Phóng viên, thưa bà có thể tiết lộ thêm. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, bây giờ không thể nói được, vì thanh tra, kiểm tra là phải bằng văn bản, giấy tờ đàng hoàng và cơ quan chức năng có trách nhiệm công khai chuyện đó.